Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu tất cả cô chú anh chị một lô cần hai khúc phép nha. Hai khúc phép thì giá em bán ngay là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển của lô cần là từ 40-50 ngàn một đơn tùy vào khu vực giao hàng của tất cả cô chú anh chị nha. Đó, cô chú anh chị nào có lấy cái cây cần số mấy thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Đó, còn cô chú anh chị nào mà gọi mà cứ mua một cây mà kêu em bao ship thì đừng gọi nha. Em cũng không có bao ship đâu. Thì mất tình trạng, mất cái thời gian của cô chú anh chị, cũng thời gian của em luôn. Rồi, em giới thiệu tất cả cô chú anh chị cây cần đầu tiên. Cây cần đầu tiên này là một cây mã của nó 228 nha. 228 này càng là một cây cần hai khúc chất liệu phíp. Cây này là cây cần Rocky Kaze gì nè, dài 2m1. Độ cứng nó tương đương là 30. Độ cứng tương đương 30-40 nha. Ngọn dịu, chất liệu phíp. Khoan của nó là khoan đá sứ chân sắt, khoan hãng nha, không có khoan buji. Ngoại hình thì nói chung còn khá đẹp. Cây này mã số nó 228 nha, nặng 205 g, ngọn 2.5 ly, gốc của nó 15. 228 để cô chú anh chị giá 280 ngàn. 228 để cô chú anh chị giá 280 ngàn nha. Cái 229, 229 này cũng là một cây cần đó luôn, dài 21 luôn, bát thẳng luôn, không phải bát Fuji nha. Cây này dài 2m1, cây này Rocky Kaze gì nè, 2m1, hai ngọn nha. Cây này hai ngọn, một ngọn độ cứng nó tương đương là 20-30, một ngọn thì độ cứng nó tương đương là 30-40, nó giống cái ngọn kia. Đó, hai ngọn dành cho anh em nào thích chơi hai ngọn nha. Khoan của nó là khoan hãng nha, khoan đá sứ chân sắt. Ngoại hình thì nói chung cây này còn đẹp keng nha, keng khá đẹp á. Cây này thông số của nó luôn, cây này mã số của nó 229, nặng 250 g, ngọn một ngọn 1.5 ly, 1.5 ly, một ngọn của nó 2.6 ly nha, góc 15. 229 giá 350. 229 này để cho cô chú anh chị giá 350 ngàn. Tới 230 này cây cần hai khúc chất liệu phíp. Khoan của nó là khoan Fuji nha, khoan Fuji có đóng chữ Fuji luôn. Bát này bát nhôm, bát inox á. Cây này một cây cần đai hoa dài 1m8 nha. Đai hoa dài 1m8, độ cứng tương đương là độ cứng 30. Ngọn dịu, dành cho anh em thích câu cá nhỏ, câu cảm giác nha, câu bè ok luôn á. Đó, cây này ngoại hình còn rất là đẹp, còn khá là đẹp thôi chứ không phải là đẹp lung linh đâu, hàng bãi mà. Nói chung mấy cây này em bán là nguyên bản hết, không có cây nào bị gãy ngọn hết nha, còn nguyên hết. Trước xác thì chắc chắn sẽ có rồi, hàng bãi mà. Mã số cây này là 230 nha, 230, nặng là 370 g. Cây này nó nặng nhất là tại vì cái đuôi, cái cán này nó bằng gỗ nè, nguyên một cái khung này là bằng gỗ nguyên khối luôn, nên nó nặng. Đó, nó làm cái trọng lượng cái cần mình đánh nó đầm tay hơn. Mã số 230, nặng 370 g, ngọn 3.1 ly, góc 11 nha, góc 11. Ngọn này cũng khá là to nhưng mà ngọn chất liệu phíp thì nó hơi là dịu. Rồi, cây này mã số 230 giá 400 ngàn. 230 để cô chú anh chị giá 400 nha. Tới 231, 231 này cây cần hai khúc chất liệu phíp. Bát của nó là bát nhôm. Khoan của nó là khoan FK nha, khoan FK. Chất liệu phíp, khoan FK, dài 2m1. Dài 2m1. Ngoại hình thì nói chung là có chày. Vô lăng ở trên đây thì nó đầu xoay nè. Độ cứng nó tương đương 50. 50-60 nha. Độ cứng cây này tương đương 50-60. Độ cứng tương đương 50-60. Khoan thì nói chung hơi bị rỉ một tí, không ảnh hưởng nha. Dây đi trong lòng đá nên không ảnh hưởng cái gì vòng hoài hết. Rồi, cây này nguyên bản. Mã số cái này là 231, nặng là 310 g, ngọn 3.6 ly, góc của nó là 17.3. 231 giá 350 nha. 231 giá 350 ngàn. 231 giá 350 ngàn. Tới 232, 232 này cây cần hai khúc
Khoan của nó là khoan Fuji đá nâu nha, dòng khoan đề cao. Bát của nó là bát Fuji luôn. Khoan Fuji, bát Fuji. Hãng của nó hãng Alpha Tắc Lê nha. Độ cứng 30, dài 2m1, ngọn tháp. Từ đây trở lên là ngọn sợi tinh, từ đây xuống là chất liệu phíp nha. Ngọn tháp. Đó. Độ cứng 30, dài 2m1. Ngoại hình nói chung còn khá là đẹp nhé. Cây này mã số nó là 232, nặng 200g, ngọn 2 ly 1, góc của nó là 14,9. 232 giá 400.000 nha. 232 để cô chú anh chị giá 400. Khoan bát Fuji. Tới 233. 233 này cây cần 2 khúc, chất liệu là bằng phíp. Ngoại hình xấu nha. Khoan của nó là khoan đem coi. Khoan này khoan FK nha. Bát này là nó hơi bị rỉ sét nè. Rỉ. Anh em xem gõ nhưng mà gắn cần gắn máy vẫn bình thường nha. Cây này thì thông số nó bị bay hết rồi, ngoại hình nó xấu. Cây này dài của nó là 1m, để em đo thử coi. Dài 1m8 á, cây này dài 1m8 nha. Cây này dài 1m8. Ở đây có một cái khoan nó màu vàng, còn đây khoan màu đỏ. Nhưng mà hàng nguyên của cần nha. Đó, alo là alo gồng rọc. Alo xây gồng rọc nha. Cây này rất là cứng á, cây độ cứng chắc cỡ 100 á, độ cứng cây này cỡ 100 á, rất là cứng. Cứng nha cô chú anh chị. Ngoại hình xấu, giá mềm cho anh em nào không thích sưu tầm. Không thích ngoại hình thì mấy cây này giá nó rẻ dành cho anh em câu biển nè. Cây này mã số 233. Nặng 495g, ngọn 3 ly rưỡi, góc của nó 14. 233 giá 250 nha. 233 giá 250.000. Để em cột lại. Đó, 233 giá 250.000, ngoại hình xấu nha. Tới 234. 234 này là một cây cần 2 khúc chất liệu phíp. Khoan của nó là khoan Fuji. Khoan Fuji nè, nó đóng chữ Fuji ở đây nha. Bát nó là bát inox, bát này nó hơi bị rỉ sét nè. Cây này dài 1m95, dài 1m95. Độ cứng cây này là tương đương là 30-40 nha. Độ cứng tương đương 30-40. Đó. Ngoại hình thì nói chung là có chày. Có chày, nè ở đây nó có chốc sơn nè. Anh em thấy rõ không? Nó có cái lớp sơn phủ nó bị chốc nè. Đó. Anh em có thể về tút lại nhẹ chỗ này nha. Đó, anh em thấy rõ không? Chốc lớp sơn thôi, không ảnh hưởng gì hết á. Chất liệu là phíp. Khoan ép khoan Fuji nha. Fuji đá sứ trắng. Độ cứng 30-40, dài 1m95. Cây cái bát thì nó gỉ sét nè. Mã số này là 234 nha, nặng 300g, ngọn 2 ly 8, góc 14,3. 234 giá 330.000. 234 để cho cô chú anh chị giá 330.000. Cái 235. 235 này một cây cần 2 khúc, chất liệu là phíp. Cây này chất liệu sợi thủy tinh nha, hàng đặc luôn á. Chất liệu sợi thủy tinh. Cây rất là nặng. Rất là nặng, cây này dài khoảng 1m6 thôi, nhưng mà độ cứng chắc cây này độ cứng chắc cỡ 200 á. Nó cứng như cái gì luôn, nó cứng như nó như cái gì á, cỡ 200-300 á. Ồ nó cứng như nè. Đó anh em thấy không? Cây này dành cho anh em đánh biển là bao khỏe luôn. Cứng lắm nha cô chú anh chị. Cây này dành cho anh em đánh biển, dài nó mới xấu thôi. Bát nó bát inox, bát này hơi bị rỉ sét nè, chấm chấm. Cây này anh em không chú trọng ngoại hình, lấy cây này về đánh mấy cái tàu biển á. Đánh mấy con cá mú, đánh dạng như đánh thả rất là ok luôn. Cây này cứng lắm. Rồi cây này mã số 235, nặng 450g, ngọn 4 ly, góc của nó 15. 235 giá 300.000 nha. 235 giá 300.000, một cây cần cứng ngắt luôn, cứng khừ luôn á. Đây chỉ nó hơi bị tươi tương tí, không sao nha, đóng miếng keo lại là hết à. Đó, vô miếng keo lại. Tới 236.
236 này là cây cần 2 khúc, chất liệu phíp nha. Bass của nó là bass FK FS7, khoang của nó là khoang Fuji nha, khoang Fuji, có đóng chữ Fuji ở đây luôn nè. Anh em thấy rõ không? Đó có chữ Fuji á. Cây dài 2m1 nha. Chất liệu phíp. Đây dính giấy, không ảnh hưởng nha, dính giấy. Độ cứng cây này tương đương là cây độ cứng chắc cỡ 100. Cây độ cứng chắc cỡ 150 á. Cây độ cứng cỡ 150 nha cô chú anh chị, rất là cứng. Cây này thêm nó tương ứng cỡ 150. Dành cho anh em câu biển á. Dài 2m1, ngoại hình thì nói chung là còn tương đối là đẹp. Cán này cán gỗ nha. Mã số cái này là 25236. Nặng là 350g, ngọn là 5 ly 1, góc của nó là 19,2. 236 giá 380.000. 236 giá 380.000 nha. Cái 237 này là cây cần hê chi, dành cho anh em câu bè. Cây này hãng SSM nha. 237. Cây này độ cứng 20, dài 1m65. Cây này cây multi nè, nó được made in China nha, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Khoang của nó khoang hãng, chất liệu là phíp nha. Nói chung cây này dành cho anh em câu bè, câu cá cháp, cá giò, cá hành, cá nâu. SSM, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Thương hiệu thì của Korea nha. Bass đây thì nó hơi bị rỉ sát nè. Anh em nhưng gắn cần bình thường nha. Gắn cần vẫn bình thường. Quay hình cây này còn khá là đẹp nha. Chỉ có cái bass này nó hơi bị chóc sơn thôi. Anh em có thể về sơn cái bass lại hoặc thay bass thôi. Rồi cây này mã số của nó 237. Nặng 125g, ngọn 1 ly 4, góc 19-16 nha. 237 giá 300. 237 giá 300. Tới 238. 238 này là cây cần 3 khúc chất liệu phíp. 238 chất liệu 3 khúc chất liệu phíp nha. Ngoại hình có chày, phíp thì chắc chắn nó có chày rồi. Bát này là bát nhôm, chày. Khoang của nó là khoang khoang này khoang Fuji nha. Khoang Fuji, có đóng chữ Fuji luôn nha. Cây này dài 3m3, hãng của nó hãng Kati. Kati là Kento á, hãng Kento nha cô chú gì. Kento là hàng nội địa của Nhật lâu đời lắm rồi. Giờ nó hết sản xuất. Chất liệu phíp. Độ cứng cây này tương đương là 30, độ cứng 30 nha, ngọn giá là dịu á. Ngọn dịu lắm nha. Đó, độ cứng tương đương 30. Ngọn nó dịu dịu à. Dành cho anh em thích câu cảm giác. Ngoại hình thì ma cần thì nó chỉ còn khoảng 80% thôi, có chày. Có chày. Rồi, cây này mã số của nó là 238, nặng 550g, ngọn 3 ly 3, góc 21,9. 238 giá 370.000 nha. 238 này giá 370.000. Cái 239. 239 là cây cần 2 khúc. Chất liệu phíp nha. Ngoại hình thì có chày. Khoang nó là khoang rồng rọc nha, khoang rồng rọc. Dành cho anh em câu biển, khoang này rất là khỏe. Bát này bát nhôm hơi bị rỉ ten nha, rỉ ten. Cây này một cây cần đai hoa dài 1m8. Ngoại hình thì nói chung là có chày, có xước. Đó, khoang là khoang rồng rọc. Độ cứng cây này là tương đương là cỡ 300. Cây này độ cứng tương đương cỡ 300. Nó rất là cứng, nó nặng, nó cứng lắm nha. Đó, cây này độ cứng tương đương cỡ 300. Dành cho anh em câu biển. Câu biển nha. Ngoại hình cần thì xấu, khoang thì khoang rồng rọc thì đánh rất là khỏe. Ngoại hình chày khá là nhiều á. Mã số cây này là 239 nha, nặng 575g, ngọn 5 ly rưỡi, gốc của nó là 17. 239 này để cô chú anh chị giá là 400.000. 239 để cô chú anh chị giá 400.000 nha. Mấy cây này đánh ngon. Tới 240, 240 này cây cần 2 khúc. Dành cho anh em câu cảm giác, câu cá hanh, cá giò, cá nâu rất là ok. Đó, ngọn dịu nha, độ cứng cái này tương đương là tầm khoảng 30-40 thôi, chứ không có cứng đâu. Không có cứng lắm, nó mềm dịu nha. Khoang nó khoang Fuji, chất liệu phíp. Mấy cái chỗ màu cam này là nước sơn nha cô chú anh chị. Sơn á, anh em về để về câu cũng được, mà không thì anh em lấy cái chai acetone chùi móng tay của các chị á,
lấy nó bỏ miếng bông gòn vô chùi nó ra hết à. Tại bên đó nó sơn cái màu cam này vô để khi mà nó anh em câu đêm á thì nó dạ cái màu lại. Màu cam này màu cam phản quang. Bung nó không gỡ ra nó bung hết nè. Không, ra hết à. Cây này dài 1m8, độ cứng 30 hoặc 40 nha, 30-40. Chất liệu phíp. Ngoại hình thì nói chung còn khá là ok. Bát nó bát Fuji nha. Bát Fuji. Hãng nó là hãng hãng này hãng gì đây? Hãng này không để hãng nha, mà để chữ KF, KF gì đó. Rồi, cây này mã số của nó là 240, nặng 200g, ngọn 3 ly 3, góc 14.3 13.4 nha. 240 giá 320.000. 240 giá 320.000. Cái 241. 241 này cây cần hai khúc hay chi, chất liệu phíp dành cho anh em câu bè, câu cá cháp, cá giò, cá hanh, cá nâu, cá diếc. Đó, khoan nó khoan Fuji nha, khoan Fuji đá trắng. Có cái khoan này là không biết bên đó nó vô chỉ lại nè, thấy không? Còn trên đây là chỉ xin của nó nha, còn dưới đây nó vô chỉ lại nè. Nhìn nó hơi thô, anh em nào về có thể vô chỉ hoặc để về câu vẫn ngon lành. Cây nào cây cần đai qua, độ cứng 30 và 2m1. Bát nó bát Fuji FS7 nha, chất liệu cần là phíp, ngọn là ngọn tháp sợi thủy tinh nha. Khoan là khoan Fuji đá trắng luôn. Khoan Fuji đá trắng. Độ cứng 30 và 2m1. Cây này dành cho anh em câu cá giò, cá hanh, cá cháp, cá nâu. Rất là ok. Đó, hay anh em dành con mực cũng ngon. Cây này anh em tối đi con mực là ngon luôn nè, bao phơi luôn á. Cây này có cán cán gỗ nha, ngoại hình nói chung còn tương đối là đẹp á. Có chày, có dăm dăm chày. Mã số này là 241 nha. Nặng 290g, ngọn 1 ly 9, góc 16. 241 và giá 350.000. 241 để cô chú anh chị giá 350.000. Tới 242. 242 này cây cần hai khúc, hai ngọn. Khoan của nó là khoan khoan FK nha, khoan FK. Chất liệu là phíp, ngoại hình có chày, ngoại hình chày cũng khá là nhiều á. Ngoại hình chày cũng khá là nhiều. Bát này bát nhôm nha. Bát nhôm có hơi đóng tan tan tí, nhưng muối á, bị muối ăn nè. Cây này một cây cần san xui. Đó, san xui dài 2m1 nha. Dài 2m1. Một ngọn là độ cứng nó tương đương là 50-80. Một ngọn độ cứng tương đương 50-80. Một ngọn thì nó tương đương là 150-200 luôn á. Một ngọn tương đương 50-80, ngọn này tương đương 150-200 luôn á. Ngọn rất là cứng nha. Đó, dành cho anh em là thích câu hai ngọn. Ngoại hình thì nói chung là chày, hàng bãi giá cuộc có chày rồi, giá nó cũng rẻ nữa. Cây này nếu mà carbon giá thằng 1 triệu không à. Cây này phíp giá 300.000 à. Nhưng mà anh em câu không thua kém thì carbon hết. Chỉ có cái nhược điểm là nó xấu thôi. Tại chất liệu phíp thì nó dễ chày hơn carbon. Anh em câu thì rồi sẽ hiểu thôi. Anh em mua mới với anh em câu khoảng tầm 2-3 lần là thấy nó có dấu chày liền. Nên anh em cũng gần có chú trọng về ngoại hình quá, chủ yếu là cần nó ngon là ok. Mã số 242 nặng 550g, một ngọn là 2,5 ly, một ngọn 4,7 ly nha, gốc là 22,8. Đó, 242 giá 400.000. 242 để cô chú anh chị giá 400.000 nha. Ngoại hình xấu chày, còn đẹp khoảng 70-75% thôi. Hai ngọn. 243 này là cây cần đai qua Kensaki nha, chất liệu phíp. Bát nó là bát đai qua, bát đai qua, bát inox. Bát inox hơi bị ăn tan tí nha. Còn khoan của nó là khoan Fuji. Khoan Fuji chân biển nha. Khoan Fuji chân biển đá xám xanh. Khoan Fuji chân biển đá xám xanh. Cây nào cây cần đai qua Kensaki dài 2m4 nha. Độ cứng cây này tương đương là 80% á. Độ cứng tương đương 80%. À, đề ba thân cầu ở đây nó hơi bị rỉ nè, anh em xem rõ nè. Anh em nào về mà có thời gian đánh tút lại được hết nha, tại em làm em không có thời gian, em làm không có kỹ á. Mấy cái này thì anh em về tút được hết mà.
Anh em đánh chù cho nó bay hết rồi, ok, dễ dễ ra lắm chứ không phải khó ra đâu. Hay để về câu vẫn bình thường. Một cây cần Kenzaki độ cứng 80%, khoang biển dài 2,4 m. Đó, cây này nói chung gốc này gốc này là gốc gỗ nè, nó ốp nó quấn thêm một cái lớp chỉ ở đây cho cầm tay cho nó đầm tay nè. Đó. Cây này là thông số luôn, mã số 243, nặng 670 g, ngọn nó 41, gốc của nó là 15. 243 giá 650.000 nha. 243 để cô chú anh chị giá 650.000. Ngoại hình nói chung là có xấu nha, ngoại hình xấu. Tới 244, 244 này cây cần hai khúc chất liệu phíp. Bát của nó là bát Fuji. Khoang của nó là khoang Fuji đá sấm xanh phản quang nha, chân giữa là dòng phản quang nè. Cây này cây cần Alpha Tắc Lê, độ dài 2,4 m nha. Độ cứng cây này chắc tương đương rồi tầm khoảng 100. Độ cứng tương đương 100. Ngọn tháp thì anh em biết rồi, 20 cm ngọn rất là dịu. Tất cả ngọn tháp luôn ngọn rất là dịu. Nhưng mà cái thân của nó lại rất là cứng. Cái thân nó cứng ngắc à. Cây này em báo 100 chứ nếu mà đúng khoảng 120. Cái ngọn thì 20 cm nó ngọn rất là dịu. Tại ngọn tháp mà nó muốn cho cái đầu nó mảnh nhưng mà cái thân nó lại cứng. Đó. Cây này rất càng khá là đẹp nha. Nãy em có điện thoại nha cô chú anh chị. Em có điện thoại. Đó, thì cái cây này thông số của nó là mã 244 nha. Nặng 355 g, ngọn 2 ly 3, gốc 23,2. 244 để cô chú anh chị với giá là 450.000. Đó, 244 để cô chú anh chị giá 450.000. Coi, cô chú anh chị có lấy cái mã số mấy cứ alo trực tiếp cho bên em với số điện thoại 05 220 22030 nha. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị các video kế tiếp.